Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Kiên Vi, và mình lập kênh YouTube này thì mình chủ yếu là chơi về game Liên Quân cũng như là PUBG Mobile. Ở đây mình sẽ có thêm một chút hướng dẫn về các phần mềm, ví dụ như ở trên điện thoại các phần mềm xử lý video cũng như xử lý hình ảnh. Ngoài ra ở trên PC thì mình cũng sẽ hướng dẫn một số cái phần mềm giống như là Word, Excel, PowerPoint hoặc là những cái phần mềm Photoshop mình cảm thấy hay, mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Ngoài ra mình sẽ chia sẻ một chút đời tư cũng như là những cái chuyến đi rất là đặc biệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như chia sẻ, ủng hộ, like, share, subscribe cho Kiên Vi. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều.